quả thật. Đây ông bác làm miếng cho mọi người xem nè, ngọt quá mọi người ạ, quá tuyệt vời. Hãy lưu viên mong ngầm mình tiệm mình. Ha. Thôi. Ngọt quá đúng không? Rồi. Miếng nấm ơi. Ok, vậy. Ok, mình mời mọi người miếng này nha. Quá ngọt và thơm ạ. Tại vì ống khoái, mật ống khoái nó rất là thơm mà ngọt mọi người, ngọt cực kỳ. Nếu mà các bạn được ăn kiểu giống mình ấy, cảm nhận thì mới các bạn mới biết được cái mùi hương vị của nó mọi người. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với vlog tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục đi đốt ống khoái mọi người ạ. Hôm nay mình sẽ đi một quả đồi cũng rất là xa luôn, xa cực kỳ mọi người, đến 40 cây số. Hôm nay mình đi 40 cây mọi người, mọi người thấy không? Hiện tại mình là đang được đi được nửa đường rồi. Đây là khung cảnh trên bản mình nha mọi người. Quay một vòng, đấy núi đồi mọi người. Đây vẫn là ông bác với ông anh trai của mình mọi người. Hôm nay mấy anh em mình, chú cháu mình này sẽ đi bắt một tổ ống khoái. Cũng khá khủng mọi người ạ, khá to. Hôm nay mình sẽ review và quay cho mọi người xem nha. Ok, mời tất cả mọi người hãy đi cùng mình và trải nghiệm xem hôm nay mấy chú cho anh em mình sẽ được nhiều mật không nha. Ok, let's go. Ok các bạn, thì hiện tại mình đi được nửa chặng đường rồi mọi người ạ. Đây mình đang vào rừng sâu rồi. Trước mặt mọi người là cái bãi ngô nương ở trên bản mình mọi người. Đây mọi người, đây bà con cô bác ở đây ơi. Trồng ngô mọi người. Trồng ngô ở trên nương nha mọi người. Đây xung quanh là đồi núi. Đây là ngô nương à. Ngô nương trên bản mình nha mọi người. Hai ông anh phía trước. Hôm nay mình đi cũng hơi về xa mọi người ạ. Hơn 40 cây số. Nay mình đi lên đồi hơn 40 cây mọi người để mình đi bắt cái tổ ống khoái này mọi người. Không biết hôm nay anh em chú cháu mình có được gì không nha. Ô bên này cũng là ngô nương mọi người ạ. Đấy mọi người thấy xa xa. Ngô nương rẫy ngô bắp ngô mọi người. Đấy, mình quay cho mọi người xem. Đang ra bông rồi. Ok mọi người, thì mình sẽ đi lên tổ ống khoái của mình nha. Ok các bạn, thì hôm nay mình đi hơi xa và mệt quá mọi người ạ. Thở không muốn nổi nữa mọi người. Quá mệt mọi người ạ. Thở hơn chết thở. Hôm nay mình đi xa nên mệt. Mệt quá người. Thở hơn chó thở. Ok các bạn, thì mình đi được một nửa đường thì mình phải nghỉ ngơi một xíu nha mọi người. Hơi mệt mọi người. Mấy anh em chú cháu mình đi mệt. Mình lần đầu mình đi xa trèo đồi núi này, mình mệt mọi người. Còn các ông các bác đi chuyên nghiệp thì nó khác. Nên mấy ông
với anh bảo là nghỉ ngơi cho mình. Nghỉ ngơi mà. Đây ông bác đang làm điếu thuốc lào. Phải tiếp nước. Mệt. Đây là. Đây là nó nửa rắn đây là. Cũng thì mới lên trái mùng nổ mỏng của mày đây trực xỉu. Trên có rắn à? Không, không có rắn ngon lắm. Mấy tí là phải lên rắn lọc tìm mỏng. Tí cứ toán bục là khoan. Trên mày. Tôi đó bà. Mấy nó mai qua tôi tẩy. À, một chuộc thì hạt tích tắc ấn linh. Thì rồi, thì rồi. Không mai. Thì đình mà không mai rồi. Ăn tuổi ấy cho hòn lại ổn rồi. Nó bỏ bỏ chai để kiểu hạt tích mùa này. Nhưng mà kiểu à, hay là kiếm nó mà tự. Ai lên ổn lên cấm ổn thì đồng lòng tới lên không? Cái lê gì? Cơn bỏ chai. Thì rồi ạ. Món chợ ngoài mới có tí xíu chứ mời chồng chồng phải luôn đối chồng không nhìn được rồi. Ok các bạn, thì mình lại tiếp tục mình đi hành trình tiếp nha mọi người. Mình sẽ tiếp tục mình đi lên tổ ong khoái mọi người. Mình đi khoảng 5-6 cây số là sẽ tới mọi người. Nó cánh lên hết ạ, mà lọt. Mọi người thấy trước mặt không? Lá rồng rồi. Lấy lá rồng rồi. Lá rồng rồi. Mấy phạt khả oai đúng không ạ? Chừng tỏ chăng ấy nó lính bông dở. Ok các bạn, thì sau một lúc mình leo dốc mà đi vào rừng thì mình đã tới cái tổ ong khoái của mình nha mọi người. Đấy là ở cái cây, cái ngón tay mình hãy chỉ cho mọi người xem. Cái cây nó to mọi người ạ. Tại vì giờ lên trên đồi sáng mai á, sương mù nó đang còn có sương mù rồi. Mọi người thấy sương mù. Đấy. Đây. Khung cảnh xung quanh nha. Trên đồi đây mọi người ạ. Này mình đi quá là mệt mọi người. Này mệt cực kỳ mọi người. Mệt. Mấy ông đang xuống đi xem cái hướng để trèo cái cây này mọi người. Cây này nó cũng to nên trèo khó, nên đang xem cái cách để trèo mọi người. Mệt. Đây mình quay xung quanh quanh cho mọi người xem khung cảnh đây. Đi phải hơn 40 cây số mọi người, đi bộ. Mệt thật. Lần đầu mình thấy mệt. Ok mọi người nha, lát nữa đốt mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ok các bạn, thì mình sẽ chào mình đốt tổ ong khoái nha mọi người. Đây ông anh đang chào trên kia mọi người ạ. Mọi người thấy không? Đang chèo trên cái ngón tay mình anh chị đấy. Cái tổ ong nó cũng rất là to rồi mọi người đấy. Tổ ong như kia. To kinh khủng rồi. Đúng này, thấy không? Mọi người thấy tổ nó trên kia. Tổ này là quá là to mọi người. Tổ này hơi to ạ. Đấy, anh đang chèo mọi người ạ. Ok các bạn, đây là thành quả anh em chú cháu mình nha. Đấy, đẩy luôn cái sọt này luôn mọi người ạ. Ok nha. Đi rồi, đi rồi. Rồi, đi đi. Ok. Ok các bạn, thì anh em chú cháu mình đã lấy được tổ ong khoái mọi người ạ. Mình sẽ đi về nha mọi người. Wow, đi giỏi hả kiện ạ. Đây mật nữa mọi người, đây là mật ong rồi. Đây mọi người thấy không? Đây mật ong khoái.
Mình mời tất cả mọi người nha. Hãy làm một miếng mận mình nha. Ăn này mà đã không kìa. Mấy mình chưa à? Mệt quá ta. Đây ông bác làm miếng cho mọi người xem. Nè. Ngọt quá mọi người ạ. Quá tuyệt vời. Hãy lưu viên mà ngầm. Mình tiếp mình. Ha. Thôi. Ngọt quá đúng không? Ừ, ngọt. Ok, đến lần mình nha mọi người. À. Tôi vừa mà. Ừ. Biếng năm ơi. Ok, mình mời mọi người miếng này nha. Quá ngọt và thơm ạ. Tại vì ống khoái, mật ống khoái nó rất là thơm mà ngọt mọi người. Ngọt cực kỳ. Nếu mà các bạn được ăn kiểu giống mình á, cảm nhận thì mới các bạn mới biết được cái mùi hương vị của nó mọi người. Nói chung là mình không biết diễn tả nào để nói hết cái độ ngọt với cái độ thơm của nó. Vậy. Nó đang mình đang đói này mà ăn một phát nghe em. Hết đói luôn mọi người. Ngon cực kỳ. Đấy, quá tuyệt vời. Bác ơi, có uống phạt rồi à? Ok, uống phạt rồi à? Ngọt quá mọi người ạ. Ok, rất